Những ngày nóng chắc chắn nhiều gia đình có thói quen ngủ trên sàn nhà cho mát thay vì lên giường. Tuy nhiên mới đây các bác sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã gắp cho một bé gái một con rết còn sống nằm sâu bên trong tai của bé khi cha mẹ để em ngủ trên sàn nhà. Theo đó bé gái đến phòng khám trong tình trạng khó chịu, ngứa nhiều ở trong tai. Bác sĩ kiểm tra và phát hiện một con rết nằm sâu trong tai bé. Rất may là con rết nằm yên, không quậy phá nên cháu bé chỉ ngứa và hơi đau, nếu không thì có thể bị tổn thương thủng màng nhĩ. Người nhà cho biết bé ngủ trưa trên sàn nhà, khi thức dậy cảm thấy ngứa tai, không đau nhức, không sốt. Tình trạng đau ngứa tăng dần, mẹ nghĩ là do ráy tai nên đưa đi khám. Bác sĩ đã gắp con vật còn sống ra khỏi tai của bé gái. Khi côn trùng bò vào trong ống tai thì thông thường bạn sẽ có cảm giác là nhột, khó chịu và ngứa ngáy. Và nếu như chúng gây sang chấn ống tai hay là màng nhĩ thì bạn sẽ rất đau tai và mức độ đau khác nhau tùy theo từng người. Nếu chủ quan không đến bác sĩ gắp ra kịp thời thì có thể để lại nhiều di chứng và biến chứng nguy hiểm như là sốt do nhiễm trùng, viêm tấy tai ngoài, viêm tai giữa cấp, thủng nhĩ vĩnh viễn, giảm thính lực hoặc là còn bị điếc tai nữa. Cách xử trí ban đầu rất quan trọng, đặc biệt là với trường hợp nhà xa cơ sở y tế. Điều đầu tiên cần làm là nhẹ nhàng kéo ráy tai lên, nghiêng phần tai bị côn trùng chui theo hướng lên phía trên để côn trùng bò ra. Nếu nghiêng xuống dưới thì côn trùng do cảm nhận được tác động trọng lực đi xuống sẽ bò ngược lên sâu vào bên trong. Sau đó có thể lấy nước ấm hoặc oxy già nhỏ ngập đầy vào trong tai cho côn trùng tự chui ra hoặc chết ngộp rồi đến bác sĩ chuyên khoa để xử lý tiếp.